Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã trao cho anh Nguyễn Đức Chính, sinh năm 1994, trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì hành động dũng cảm cứu người. Trước đó, chiều tối ngày 9 tháng 4, trên đường đi làm về qua cầu Thịnh Long, thuộc địa phận xã Hải Châu, huyện Hải Hậu, anh Nguyễn Đức Chính đã thấy một người đang chơi với giữa dòng sông Ninh Cơ. Không chút do dự, anh Chính nhảy xuống bờ để cứu người bị nạn là một nữ sinh học lớp 8, đưa vào bờ an toàn. Hành động của anh sau đó lan truyền trên mạng xã hội và tạo hiệu ứng rất tích cực về một tấm gương dũng cảm cứu người.